Xin chào quý vị và các bạn. Từ ngày hôm qua 21 tháng 5 ở khu vực Bắc Bộ do có mưa dông nên chấm dứt nắng nóng, có nơi mưa dông khá mạnh với lượng mưa đạt mức mưa to đến rất to như là ở tại Mai Châu, Hòa Bình, lượng mưa là 80mm, ở Hà Nam lượng mưa là 102mm. Theo nhận định, trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ mưa dông vẫn còn xuất hiện nhưng có xu hướng giảm dần. Mặc dù vậy thì quý vị vẫn nên chú ý đề phòng khả năng có lốc sét và gió giật mạnh tiềm ẩn trong những cơn dông. Do trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ khu vực chưa thể tăng nhanh. Cao nhất ngày dao động trong khoảng là từ 27 đến 30 độ. Riêng các tỉnh Tây Bắc là nơi ít mưa nhất và ban ngày đôi lúc có nắng gián đoạn nên nhiệt độ sẽ ở mức cao hơn, phổ biến từ 31 tới 34 độ. Dự báo là kiểu thời tiết này có thể kéo dài đến ngày 23 tháng 5. Vào đến các tỉnh miền Trung thì rãnh áp thấp vắt qua khu vực Bắc Trung Bộ vẫn tiếp tục gây mưa dông cho các tỉnh khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Tuy nhiên, mưa ở khu vực này có khả năng giảm hơn so với ngày hôm qua, với mức nhiệt tăng nhẹ lên ngưỡng là từ 29 cho tới 32 độ. Trời vẫn khá mát mẻ và dễ chịu. Trong khi đó, đối với khu vực Trung và khu vực Nam Trung Bộ, do nằm xa rãnh áp thấp nên vẫn phổ biến đêm ít mưa, ngày nắng. Chỉ cục bộ một vài nơi xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt độ trên 35 độ. Tuy nhiên, vào khoảng thời gian chiều tối, ở các khu vực này có mưa dông rải rác, nên người dân cần đề phòng trong cơn dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn là các khu vực có thời tiết ít biến động nhất cả nước. Vào ban ngày trời có nắng nhiều nhưng mức độ nắng không gay gắt. Mức nhiệt cao nhất ngày ở Tây Nguyên phổ biến từ 31 đến 34 độ và ở Nam Bộ đạt khoảng 32 đến 35 độ. Riêng ở khu vực Đông Nam Bộ thì vẫn xuất hiện nắng nóng cục bộ một vài nơi với mức nhiệt độ là trên 35 độ. Hoạt động của gió mùa Tây Nam với cường độ trung bình chỉ gây ra mưa dông rải rác cho các khu vực này. Thời điểm mưa xảy ra tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Tuy nhiên, quý vị vẫn nên chú ý đề phòng khả năng có nơi xuất hiện mưa dông mạnh kèm theo lốc sét và gió giật khá nguy hiểm. Cụ thể, ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Đến với thủ đô Hà Nội, trong ngày hôm nay, trời vẫn tiếp tục nhiều mây và có mưa nên cũng gây trở ngại đáng kể đến việc lưu thông của người dân, đặc biệt là tình trạng ùn tắc vào các giờ cao điểm. Mặt khác, do trời có mưa nên người dân sẽ được hưởng bầu không khí khá mát mẻ và dễ chịu, với nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động xung quanh ngưỡng là từ 28 cho tới 30 độ, thấp nhất về đêm còn khoảng 25 đến 27 độ. Tại thành phố Cảng Hải Phòng, thời tiết cũng có chung xu thế thời tiết với thủ đô Hà Nội. Ở khu vực này cũng còn có mưa vào bất cứ lúc nào trong ngày. Do nằm gần biển nên vào buổi sáng trời nhiều mây, có mưa, cộng thêm chút gió biển tạo cảm giác hơi se lạnh, với mức nhiệt dao động xung quanh ngưỡng từ 23 đến 25 độ. Đến trưa chiều, nhiệt độ tăng nhưng không vượt quá mức 28-29 độ. Thời tiết ở thành phố Vinh ngày hôm nay vẫn sẽ có mưa, tuy nhiên mức độ mưa không còn nhiều như ngày hôm qua, nhiệt độ cũng chưa có dấu hiệu tăng nhanh trở lại. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến ở khoảng là 30 cho tới 32 độ, về đêm giảm xuống còn khoảng 25 đến 27 độ. Cũng giống như các tỉnh Bắc Bộ, sau chuỗi ngày dài nắng nóng gay gắt, thì nay thời tiết đã có biến động lớn, gây ra mức giảm nhiệt mạnh trên cả chục độ, với bầu không khí dịu mát đáng kể. Theo nhận định, thì người dân nơi đây sẽ còn được tận hưởng bầu không khí mát mẻ này trong từ 1 đến 2 ngày tới. Đến với thành phố Đà Nẵng, tuy mưa không nhiều, ban ngày trời vẫn có nắng, nhưng cường độ nắng đã giảm đi đáng kể. Ngày hôm nay, nắng nóng đã chấm dứt với nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều, giảm xuống ngưỡng 32 đến 34 độ, thuận lợi cho các hoạt động giao thông, du lịch. Tuy vậy, thì quý vị cũng cần lưu ý vào khoảng thời gian chiều tối có thể xuất hiện những cơn mưa dông bất chợt kèm theo tố lốc và gió giật mạnh. Nên khi ra ngoài, quý vị đừng quên mang theo các vật dụng che mưa và tìm nơi trú ẩn an toàn khi gặp cơn dông mạnh. Ghé thăm thành phố Đà Lạt mộng mơ, điều kiện thời tiết trong ngày hôm nay cũng khá lý tưởng để du khách đi thưởng ngoạn cảnh đẹp. Và ban ngày tiết trời khá khô ráo và có nắng, với nhiệt độ cao nhất dao động ở ngưỡng từ 24 đến 26 độ. Về chiều tối và đêm có lúc xuất hiện những cơn mưa dông nên quý vị cũng cần chú ý đề phòng. Dự báo nền nhiệt ban đêm giảm xuống ngưỡng 16 cho tới 18 độ nên sẽ tạo cảm giác se lạnh. Và đến thành phố Hồ Chí Minh, tiết trời ban ngày có nắng gián đoạn, về chiều có lúc xuất hiện mưa rào, có những lúc có cơn dông mạnh tiềm ẩn, thời tiết nguy hiểm như là lốc sét, gió giật. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại đây đạt ngưỡng 33 đến 34 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay. Xin chào và chúc quý vị có một ngày mới tốt lành.